Chiều ngày 19 tháng 5, đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương đã làm việc tại huyện Bát Sát về việc triển khai nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham dự về phía Hội đồng lý luận Trung ương có giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương cùng các thành viên hội đồng. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Lý Bình Minh, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 được huyện Bát Sát nghiêm túc triển khai thực hiện. Huyện ủy đã quán triệt trong toàn đảng bộ huyện nhằm nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Thông qua đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên Hội đồng lý luận Trung ương đặt ra một số vấn đề đối với huyện Bát Sát, như giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, giải pháp giảm nghèo bền vững và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an ninh biên giới. Lãnh đạo huyện ủy Bát Sát đã nêu các giải pháp huyện triển khai đối với một số vấn đề các thành viên Hội đồng lý luận Trung ương nêu ra. Kết luận buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, phó chủ tịch chuyên trách hội đồng, các đồng chí trong đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương đánh giá cao việc triển khai nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn huyện Bát Sát. Đồng thời mong muốn huyện Bát Sát tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương.